Xin chào cả nhà, bây giờ là 11:15. Mình vừa test Covid xong để mình chuẩn bị lên xe. Mọi người hãy theo chân mình để trải nghiệm một chuyến du lịch tại Holiday Hồ Tràm nhé. Xin chào cả nhà, bây giờ là sau 2 tiếng 15 phút mình đã tới Holiday Hồ Tràm. Bây giờ là đang làm thủ tục nhận phòng. Mọi người chờ chút xíu nha. Lên đến phòng mình sẽ review cái phòng cho mọi người xem nha. Đây, hình ảnh xung quanh đây. Bây giờ mình đã làm thủ tục xong rồi, bây giờ mình chuẩn bị mình lên nhận phòng cả nhà. Nhận phòng xong rồi mình chuẩn bị mình lên phòng nha. Mọi người chờ chút xíu đi, mình sẽ lên mình review cái phòng cho mọi người xem nha. Xin mời mọi người. Bây giờ lên tới tầng 18 nha cả nhà. Bây giờ từ từ đi vô phòng nha. Không biết là 18 mấy đây, nhưng mà mình đang ngủ ở trên lầu 18 nha cả nhà ơi. Từ từ đi vô đến trong phòng nha. Rồi mở cửa vô, xin mời. Đây mọi người. Wow, vào cái phòng rồi nha, lầu 18 nha mọi người. Từ từ đi phòng. Đây. Holiday in Hồ Tràm. Trời ơi, gì vậy? Bia MS Lê Việt Dạ Long được anh Hồ Tràm chip. Mới lên Hồ Tràm chưa kịp nhận đồ luôn là người ta chào đón mình rồi. Tên vợ tôi với tên tôi, để vợ tôi đặt phòng, cho tôi đặt phòng. Ok đó, nói chung là phòng đẹp và phục vụ chu đáo. Lên thấy cái tên nổi trên TV vui rồi. Cái view từ ở trên nhìn xuống ở nhà đó, nhìn xéo xéo qua cái thấy biển luôn nha cả nhà. Đó, biển một bên, cây xanh một bên và người đứng ở trong à. Đâu trong nào? Wow, biển kìa. Rồi chút xíu nữa ba sẽ cho chạy ra biển luôn, mượn nhúng nước biển cái đi lên nha. Bơi biển luôn hả? Là ra biển bơi đúng không? Ok, vậy bây giờ đi thay đồ ra biển bơi nhanh lắm. Bây giờ đi hồ bơi cả nhà. Đây là hồ bơi của Hội Đề nha. Hồ bơi quá đẹp luôn nha. Chiếu vào quá đẹp nha.
lấy tấm đây con. Rồi, mày chụp chân. Quay chân. Cả nhà thấy gì chưa? Hai bà chị của mình bà đang chơi cát nè, bà đang chơi cát với bạn biển, với bạn biển chỗ Holiday Inn Hồ Tràm đó cả nhà. Bà chị lớn nè, bà chị lớn nhất nè, đây nè bà chị. Ông ta ơi, hay ông ta chơi rồi lỡ ngoài bắt con sao? Chú Ly, con chơi chút xíu gì con mượn cô chưa nó cô ơi đi. Rồi cảm ơn cô đi con, cảm ơn cô đi. Đó. Vô đi cô cho chơi đó. Bà giờ thì xin phép cô đi, xin phép đi. Xin phép. Ok rồi. Rồi hai con chơi thoải mái đi nha. Đó. Hai bà chị xuống tới biển rồi. Gặp đồ người ta là mượn chơi luôn. Đó chơi đi hai bà chị.